Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Theo BBC, cuối tuần trước, Bộ Ngoại giao Anh đã nhắc lại lời kêu gọi công dân nước này rời khỏi Lebanon, đồng thời xác nhận các hoạt động chuẩn bị đang được triển khai để hỗ trợ sơ tán người dân khỏi quốc gia này nếu cần thiết. Ngoại trưởng Anh David Lammy thông báo trước Hạ viện rằng có khoảng 16.000 người Anh đang ở Lebanon. Hàng trăm binh lính, lính biệt kích thủy quân lục chiến Hoàng gia, thủy thủ và phi công đã được điều động để củng cố căn cứ quan trọng của không quân Hoàng gia tại Sip, nơi sẽ đóng vai trò là trung tâm trong bất kỳ nhiệm vụ sơ tán nào. Hàng trăm quân nhân nam và nữ khác ở Anh đang trong tình trạng báo động để có thể triển khai đến khu vực này trong thời gian ngắn. Một tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh, chiếc HMS Duncan và một tàu đổ bộ không quân Hoàng gia Cardigan Bay cũng đã có mặt ở phía đông Địa Trung Hải. Anh cho rằng Iran và Hezbollah sẽ sớm tấn công trả đũa vào Israel và điều này có thể thúc đẩy chính phủ Israel ra lệnh tấn công rộng hơn vào nước láng giềng Lebanon. Căng thẳng đã gia tăng trên khắp Trung Đông kể từ khi Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 2023, làm 1.200 người Israel thiệt mạng. Sau đó Israel đã mở chiến dịch quân sự lớn ở giải Gaza để trả đũa. Theo Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Gaza, ít nhất 39.480 người Palestine đã thiệt mạng kể từ đó. Sự thù địch giữa Israel và các nước láng giềng đã leo thang sau cái chết của thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran và chỉ huy cấp cao Fuad Su của nhóm Hezbollah tại Beirut. Iran cho rằng chính Israel đã đứng sau vụ ám sát ông Haniyeh và thề trả đũa. Các quan chức phương Tây lo ngại Hezbollah, phong trào chính trị được Iran hậu thuẫn, có trụ sở tại Lebanon, có thể đóng vai trò chủ chốt trong bất kỳ hành động trả đũa nào như vậy, từ đó có thể gây ra phản ứng nghiêm trọng từ Israel. Mỹ, Anh, Australia, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan nằm trong số các quốc gia đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi Lebanon càng sớm càng tốt. Israel giáo diết chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công của Iran. Kênh truyền hình 12 của Israel ngày 6 tháng 8 cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã phát hành một tài liệu cho tất cả các đại sứ quán nước này trên toàn thế giới để sẵn sàng đưa ra phản ứng trong trường hợp Israel đáp trả các cuộc tấn công của Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban. Theo phóng viên tại Tel Aviv, văn bản nói trên được xây dựng tại một số cuộc họp có sự tham gia của Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, cùng các quan chức cấp cao khác và nêu rõ rằng Israel sẽ không để cuộc tấn công của Iran hoặc Hezbollah diễn ra mà không có sự đáp trả. Văn bản chỉ thị cho các đại sứ quán Israel ở nước ngoài liên hệ với các đối tác để giải thích rõ các hành động của Israel, bất kể những hành động này là gì, trong trường hợp Israel bị tấn công. Điều này áp dụng cho các hành động có thể thực hiện của Israel tiến hành trên mọi mặt trận. Cũng trong ngày 6 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh cả Iran và Israel đều nên tránh leo thang xung đột ở Trung Đông bằng lời lẽ thẳng thắn nhất của ông đối với đồng minh Israel của Mỹ. Phát biểu với báo giới, ông Blinken nêu rõ, không nên leo thang xung đột này. Chúng tôi đã tham gia vào hoạt động ngoại giao mạnh mẽ với các đồng minh và đối tác truyền đạt thông điệp đó trực tiếp đến Iran. Chúng tôi đã truyền đạt thông điệp đó trực tiếp đến Israel. Mọi người trong khu vực nên hiểu rằng các cuộc tấn công tiếp theo chỉ làm kéo dài xung đột, bất ổn, mất an ninh cho mọi người. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho hay cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel là tuyệt đối, nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của đối phương. Trong khi đó, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel cho biết nước này đã tổ chức diễn tập để chuẩn bị cho việc phân phối các gói thực phẩm khẩn cấp trong trường hợp xung đột leo thang. Cuộc diễn tập có tên Bánh mì của đất mẹ, bao gồm việc kiểm tra hàng tồn kho và tình trạng sẵn sàng của các gói thực phẩm được lưu trữ tại chi nhánh khẩn cấp thuộc các chuỗi siêu thị lớn của Israel. Cuộc diễn tập cũng thử nghiệm các phương pháp vận chuyển các gói này đến các trung tâm phân phối khi cần thiết. Israel có hơn 420 chi nhánh siêu thị khẩn cấp, dự trữ hàng chục nghìn gói thực phẩm và các sản phẩm tiêu dùng cơ bản khác, sẵn sàng phân phối ngay cho những người dân không thể rời khỏi nhà. Các gói hàng bao gồm các mặt hàng như bánh mì, bánh quy giòn, sữa UHT, sữa tiệt trùng ở nhiệt độ siêu cao, cà phê, trà, đường, thức ăn trẻ em, rau đóng hộp, cá ngừ và các mặt hàng thiết yếu khác. Bộ trên nhấn mạnh rằng hiện tại Israel không thiếu thực phẩm trong các kho dự trữ và người dân không cần phải mua nhiều hơn nhu cầu trong vài ngày. Thủ lĩnh Hezbollah đe dọa Israel sẽ bị tấn công từ ba nước. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết các cuộc tấn công mới nhất của nhóm vũ trang này vào khu định cư ở Bắc Israel chưa phải là phản ứng trước vụ chỉ huy Fuad Shok và lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh bị sát hại. Theo TASS, trong bài phát biểu được truyền hình Amana đăng tải, ông Nasrallah nói Iran, Yemen và Liban đang chuẩn bị tấn công Israel
phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ, nhạy bén và hiệu quả. Ông Nasrallah nhắc lại, chúng tôi không tìm cách leo thang quân sự, đó là quyết định của Israel, đó là sự lựa chọn của họ. Bây giờ sẽ có những cuộc giao tranh ngày và đêm giữa chúng tôi. Thủ lĩnh nhóm quân tại Liban tuyên bố rằng họ đang sở hữu loại rocket có thể phá hủy một số nhà máy quân sự của Israel trong vòng chưa đầy một giờ. Việc người Israel phải chờ đợi một tuần để chúng tôi trả đũa là một phần trong hình phạt của họ. Ngày 31 tháng 7, phong trào Hamas của Palestine cho biết thủ lĩnh chính trị của nhóm Ismail Haniyeh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào nơi ở của ông tại Tehran. Ông Haniyeh đến Tehran để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Nhà chức trách Iran hôm qua cho hay nước này vẫn chưa thực hiện vụ bắt giữ nào liên quan đến cái chết của ông Haniyeh. Người phát ngôn Bộ Tư pháp Israel Asghar Jahangi nói rằng các cuộc điều tra cần thiết đã bắt đầu và kết quả sẽ sớm được công bố sau khi điều tra hoàn tất. Ông này cho biết thêm, cuộc điều tra liên quan tới một số sĩ quan quân đội Iran. Ông Haniyeh bị ám sát vài giờ sau khi Israel mở cuộc không kích vào phía nam Beirut, Liban, khiến một chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng. Hai vụ việc gây chú ý ở Liban và Iran là diễn biến mới nhất trong số nhiều vụ việc lớn làm căng thẳng trong khu vực gia tăng giữa lúc xung đột đang diễn ra ở Gaza. Chiều 7 tháng 8, Bộ Ngoại giao cho biết trong những ngày qua, tình hình biểu tình tại Bangladesh diễn biến phức tạp, có thể gây mất an toàn cho công dân Việt Nam có mặt tại nước này. Vì vậy, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc không đến Bangladesh vào thời điểm này nếu không thực sự cần thiết. Công dân Việt Nam tại Bangladesh cần tăng cường các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình, hạn chế đi lại tại những khu vực tập trung đông người có khả năng diễn ra biểu tình. Công dân cần thường xuyên theo dõi thông tin của chính quyền sở tại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh. Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh cho biết biểu tình gây ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông, an ninh tại Dhaka và các khu vực lân cận. Chính phủ công bố áp đặt lệnh giới nghiêm từ 18 giờ ngày 4 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới, nghỉ toàn quốc 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5 tháng 8 đến hết ngày 7 tháng 8. Hiện nay, dịch vụ dữ liệu di động 4G đã bị ngắt. Trong các ngày tới, tình hình an ninh xã hội tại Bangladesh có khả năng diễn biến rất phức tạp, khó lường. Kể từ đầu tháng 7, rất nhiều sinh viên Bangladesh đã xuống đường biểu tình để phản đối quy định tuyển công chức ở quốc gia này. Sau đó, biểu tình nhanh chóng leo thang thành bạo loạn, khiến hơn 200 sinh viên thiệt mạng. Tới đầu tháng 8, hàng nghìn người dân đã xuống đường kêu gọi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và đòi công lý cho những sinh viên thiệt mạng. Riêng trong ngày 5 tháng 8, có ít nhất 135 người bị thiệt mạng khi đám đông quá khích lao vào cảnh sát, hàng trăm người bị thương và rất nhiều phương tiện bị đốt phá. Trước tình hình này, Thủ tướng Hasina đã từ chức và rời khỏi đất nước, kết thúc 15 năm lãnh đạo kể từ năm 2009.